Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bộ motor cửa cổng tay đòn nhập khẩu Italy của hãng Lai sản xuất. Bộ này nặng tới 24kg, là một trong những bộ motor cửa cổng nặng nhất, được xếp vô cái top là motor cửa cổng nặng nhất hiện nay. Thì đây là bộ motor cổng tay đòn phù hợp cho cái cổng siêu nặng, dành cho những cái cổng mà gọi là nặng nhất mà không có các bộ tay đòn nào có thể mà lắp đặt được cho nó, thì đây là bộ motor là các bạn nên chọn lựa để lắp ha. Thì cái này tải trọng tối đa của nó lên tới 900kg một cánh, hai cánh là nặng tới 1,8 tấn. Thì các bạn cứ tưởng tượng là một cái bộ cổng mà nặng tới 1,8 tấn thì nó khủng hoảng như thế nào. Thì đây chính là cái bộ motor để dùng để lắp được cho cái cổng lớn như vậy, nặng như vậy. Thì khi các bạn mà có nhu cầu mà muốn lắp cái bộ này thì các bạn cứ liên hệ với mình ha. Số điện thoại mình là 0966212323. Thì bên mình là hỗ trợ kỹ thuật và giao hàng cho các bạn toàn quốc ha. Thì hôm nay mình làm cái clip này để hướng dẫn các bạn là cách cài remote cho motor cổng Lai, cách xóa remote và cài lại remote, cách lập trình cho nó, học hành trình tự động, học hành trình thủ công, cách đấu điện, để cách đấu bộ thiết bị cửa mở bằng điện thoại, cách tải app về để đóng mở cửa trên điện thoại. Thì các bạn xem thấy hay thì nhớ đăng ký ha, để những cái clip sau mình làm thì các bạn có thể dễ dàng xem được ha. Thì sau này mình sẽ làm thêm những cái clip là về hướng dẫn về motor âm sàng, motor lùa, rồi motor tay đòn, rồi cửa kính tự động. Thì các bạn nhớ đăng ký để xem những clip tiếp theo. Lúc mình đi công trình mình sẽ quay lại những clip mình làm ở công trình á, bây giờ mình sẽ đăng đây cho các bạn xem. Thì cái cách đấu điện như sau. Ở đây là motor 1 và đây là motor 2. Thì mình sẽ đấu điện theo hướng dẫn. Ở đây motor 2 là 17, 18, 19. Rồi motor 1 là 20, 21, 22. Thì mình sẽ theo trên cái sơ đồ này để mình đấu điện. Đây motor 2 mình sẽ đấu là 17, 18, 19. Motor 1 là 20, 21, 22. Đây là hai cục tụ để đề cho nó. Ở đây là hai cái dắt motor, dây motor, thì cái dây này là dây mát, mình sẽ không đấu cho nó. Đây là dây mát, sẽ không đấu cho nó. Cái dây màu đỏ và dây màu đen là hai dây để đảo chiều cho motor. Còn cái dây màu xám này á là dây cơm. Đây màu xám sẽ là dây cơm vô 18. Dây đỏ, dây xám, dây đen tương ứng với các chân là 17, 18, 19. Cái đây là của motor 2, giờ mình sẽ đấu cho motor 1. Motor 1 thì tiếp tục là với chân 20. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đấu điện nguồn cho nó, chân L1, và cái chân này là hai chân để mình đấu điện cấp điện nguồn cho nó. Đây hai chân để cấp điện nguồn cho nó là L1, 230V VAC. L2 là có vẽ cho mình ký hiệu cái cầu chì nè. Dây nguội mình sẽ đưa vô là L1 và dây nóng mình sẽ đưa vô là L2 có cầu chì. Cầu chì bảo vệ nè. Đầu tiên chuẩn bị hai cái remote trước, xong rồi bấm nút qua biểu tượng sóng một lần, rồi xong bấm remote. Rồi đây là cái độ mình đang cài đặt chế độ hai cánh. Rồi xong, một là mình chờ 25 giây cho đèn nó tự tắt, hai là mình bấm cái nút sóng một lần nữa. Chế độ một cánh là mình nhấn nút này một lần,
Ở xong bên đây là chế độ một cánh. Nhấn một lần nữa. Rồi mình nhấn nút biểu tượng sống để thoát ra. Bây giờ mình bấm nút một cánh thử. Bấm nút này của hai cánh. Bấm dần. Rồi như vậy là mình đã cài đặt remote thành công. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để tăng lực cho motor cổng. Thì ở gặp những cái bình thường thì hãng sản xuất cho mình ở cái hãng đã cài đặt cho mình ở cái mức độ trung bình. Gặp những cái cổng mà nặng quá thì mình phải tăng lực lên thì motor nó mới chạy được. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để tăng lực. Đầu tiên mình nhấn nút biểu tượng với phím bên trái, nhấn một lần vô. Thì mình thấy là đèn đỏ số 3 đang sáng nè. Thì mình sẽ tăng lực thì mình bấm nút cộng là lên số 4. Mình muốn tăng lực nữa thì bấm lên số 5. Là số 5 là tăng lực hết lực. Rồi mình bấm một lần nữa để thoát ra chế độ này. Rồi còn cái độ nhảy của nó khi mà gặp phải vật cản á, ví dụ như gặp cái cổng mà nặng quá thì mình muốn tăng cái độ nhảy lên thì mình sẽ bấm giữ này 5 giây thả ra. Thì ở đây độ nhảy mình đang thấy đang ở mức số 1 nè, thì mình cộng độ nhảy lên. Hoặc là bỏ độ nhảy đi. Có thể bấm nút trừ là tắt luôn cái độ nhảy, là không xài độ nhảy nữa. Rồi bấm nút này một lần nữa để thoát ra chế độ. Ở motor cổng lai này mình sẽ có hai cách, là một cách là cài đặt hành trình tự động và một cách là cài đặt hành trình thủ công. Thì với những người mà chưa có kinh nghiệm thì cài đặt hành trình tự động thì là họ hay chọn. Còn với những người mà có kinh nghiệm á, thì cài đặt hành trình theo thủ công thì sẽ quyết định được chính xác cái ý mình muốn như thế nào tùy theo bộ cổng của mình. Mà cài đặt hành trình thủ công á, thì nó sẽ vừa ý của mình hơn. Đầu tiên mình sẽ nhấn nút Start này khoảng 5 giây. Rồi mình sẽ tiến hành bấm remote. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nguyên dãy đèn sáng mình sẽ tiến hành bấm remote. Lúc này mình bấm remote á, thì do cái motor này đã chạy tới cuối hành trình rồi thì mình sẽ bấm nút cộng cho nó để bỏ qua bước này. Rồi mình sẽ lại tiếp tục bấm remote. Chạy tới cuối hành trình mình sẽ bấm bỏ qua bước này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm remote tiếp để nó học hành trình mở. Đây là lúc mình đang cho nó học hành trình mở. Bấm một cái nữa là cánh cửa tiếp theo cũng tiếp tục mở ra. Rồi lúc này hai cánh cửa đã mở ra hoàn toàn. Rồi cây đèn này nó đã tắt. Có nghĩa là quá trình học hành trình mở đã thành công. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình học cho nó học hành trình đóng. Bằng cách là nhấn nút remote. Bấm. Rồi cánh cửa cổng thứ nhất bắt đầu đóng lại. Thì ở đây mình lưu ý mình đợi khoảng tầm 5 giây. 5 giây sau mình cho cánh cửa kia nó sẽ đóng lại. Đây. Đây rất là đơn giản. Rồi mình cứ để cho cửa tự động đóng lại. Rồi như vậy là quá trình cài đặt hành trình đã thành công. Bây giờ mình có thể bấm remote để mình kiểm tra. Ở đây mình cài đặt là hai cánh đóng trước sau khoảng 3 giây. Đó, thì giờ cánh kia sẽ tự mở.
Ở đây mình sẽ bấm đóng lại. Mình sẽ bấm để mở một cánh. Đây là chế độ mở một cánh. Mình bấm nó sẽ dừng lại. Bấm sẽ đóng lại. Như vậy là quá trình cài đặt hành trình của mình đã thành công. Tiếp theo mình sẽ tiến hành mình cài đặt đóng mở cửa bằng điện thoại. Bạn là cách cài đặt bộ thiết bị đóng mở cửa bằng điện thoại. Ở trên cái bộ này nó có cái nút A là mình sẽ dành cho chế độ mở hai cánh, B là dành cho chế độ mở một cánh, nút C là nút để mình cài đặt wifi, đây là nút báo hiệu cái wifi. Mặt phía sau, mặt phía sau nó có LN là cấp điện nguồn 220, LN là 220, mình sẽ đấu vô trong cái đây 220. Ba dây còn lại là dây xanh, dây đỏ và dây trắng. Dây xanh là đấu vô nút B dành cho cửa một cánh, dây đỏ vô nút A là dành cho cửa hai cánh, dây C vô dây màu trắng là vô nút cơm. Thì trên cái hộp điều khiển của mình á, mình có là cái dây màu đỏ mình đấu vô số 10 là dành cho hai cánh. Màu xanh đấu vô số 9 là dành cho một cánh. Và dây màu trắng á, mình đấu vô số 6 là cơm. Đây là mình đã cài đặt cho nó rồi, cài đặt cho nó bộ đóng mở cửa bằng điện thoại rồi, mình sẽ bấm cho các bạn xem thử trước. Đây là của chế độ nút A là của hai cánh, đóng mở hai cánh. Bấm cái nữa là dừng. Bấm cái nữa là đảo chiều. Một lần mình bấm độ trễ của nó khoảng tầm 1/3 giây. Nút B là dành cho chế độ một cánh. Bấm nữa là dừng. Bấm nữa sẽ đóng lại. Rồi. Đây mình chưa có tài khoản thì mình sẽ đăng ký, còn mình có tài khoản rồi thì mình sẽ đăng nhập. Thank you.
cái bộ này á, thì các bạn có thể sử dụng cái này làm cái nút nhấn ở trong nhà, mình có thể đóng mở cửa bằng cái nút nhấn này luôn. Thì cái bộ này á, là nó bằng kính cường lực, nó rất là tiện lợi. Đây mình sẽ đóng được chế độ hai cánh nè. Đây là chế độ một cánh nè. Để xóa remote mình nhấn biểu tượng, nút biểu tượng sóng 5 giây. Rồi nhả ra, xong nhấn tiếp 5 giây nữa. Rồi đưa hàng đèn sáng lên là tất cả các remote đã bị xóa. Giờ mình kiểm tra remote, tất cả các remote đã được xóa. Bây giờ để tiến hành cài remote, mình nhấn, bây giờ ở đây mình có hai nút mình cài cho chế độ hai cánh và chế độ một cánh. Thì giờ mình muốn cài chế độ hai cánh á, thì mình nhấn cái nút biểu tượng sóng này một lần, rồi bấm cái nút để cài hai cánh. Thì là mình đã cài xong. Bây giờ mình sẽ cài cho nút một cánh, nhấn nút biểu tượng sóng một lần nữa, cài cho nút một cánh. Rồi như vậy mình đã cài xong. Bây giờ mình sẽ chờ cho 25 giây là nó sẽ tự động nó thoát ra, hoặc nhấn nút biểu tượng sóng một lần nữa. Rồi như vậy đã thoát ra. Giờ sẽ kiểm tra. Đây là nút hai cánh của mình nè. Rồi remote bây giờ đã cài đặt được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt hành trình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt hành trình tự động. Nhấn nút Sita 5 giây. Thả nút Sita ra, nhấn tiếp một cái nữa. Rồi cánh motor cộng bắt đầu đóng lại. Cánh thứ hai chuẩn bị đóng lại. Rồi motor bắt đầu mở ra. Lúc này đang học hành trình mở ra. Mở ra sẽ cửa sẽ mở hai cánh cùng lúc. Cái này nếu bạn muốn chỉnh cho cánh mở trước mở sau thì có tài liệu vô trong đó cài đặt lại. Rồi khi mở ra hết á, bắt đầu đóng lại.
Lúc này đóng lại thì một cánh đóng lại trước và một cánh đóng lại sau, khoảng cách của hai cánh khoảng tầm 5 giây. Rồi chờ cánh đóng lại xong là coi như quá trình học cài đặt hành trình thành công. Cách học hành trình thủ công, nhấn nút start 5 giây, chờ cho dãy đèn sáng, bấm nút remote, motor 2 sẽ chạy về hướng đóng. Chờ dừng hẳn, mình bấm remote, motor 1 sẽ chạy về hướng đóng. Chờ dừng hẳn, mình sẽ bấm remote, lúc này motor 1 sẽ mở ra trước, xong tới motor 2 sẽ mở ra sau. Thời gian hai cánh mở ra là khoảng cách giữa hai lần bấm. Rồi motor chạy về hết điểm mở. Rồi sẽ bấm remote. Motor 2 sẽ đóng lại trước. Motor 1 sẽ đóng lại sau. Thời gian khoảng cách thường chỉnh khoảng 3 tới 5 giây. Giờ hai motor đóng lại hết hành trình. Lại như học hành trình đã học thành công. Lúc này bấm remote để kiểm tra. Clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt motor cổng tại công trình. Các bạn nhớ đăng ký để xem clip sau của mình ha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.